Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình nhá. Nhưng mọi người đã biết thì trưa nay mình có làm cái clip về cái con game gọi rồng rồi, nhưng mà lúc này thì nó mới thực sự là hoạt động trơn tru và mình cũng đã có một ít code ở đây rồi. Ok, nhập code rồi nha các bạn ơi. Các bạn có thể nhập thêm cái phần code này test thử xem là có gì hay ho không nhá. Đâu mình còn không chat này. Xem có code gì không. Quà tặng này, cách à, mạng code gọi dòng VIP này, xem được cái gì không các bạn nhé. Hợp lệ rồi, một code này. Quà tặng các bạn. Ui, 6 cốt liền các bạn ạ, tha hồ nhập luôn. Đó, bấm Enter bắt nó lại thành ấy luôn các bạn ạ. Ôi giời. In cốt này. Rồi, cốt giới hạn đấy cả, kinh quá. Ok, chúng ta cùng xem là có thể được cái gì nhé các bạn ơi. Bây giờ game nó chơi rất là mượt rồi. Alpha test này. Thư ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Thư ở đâu nhỉ? Menu này. Đây thư đây, thư đây, thư đây. Nhiều lắm luôn, cái này là cái gì đây? Đá cấp 5. Ủa, 1 triệu xu liền. Ngon chưa? Đá cấp 5. Đây cái gì đây? Thẻ giảm tội. À, cái này dùng để đi PK các bạn ạ. Hai nhân sâm nhỏ. Tăng thêm 50% khi đánh quái và điểm lượng cấp. Duy trì 5 giờ cộng dồn khi sử dụng, không sử dụng cùng lúc với các loại khác. Ok. Là cái gì đây? Bùa bảo hộ không bị hất tấn công theo duy trì 1 giờ. Ok, vậy là code của chúng ta cũng khá là ngon đấy, đùa đâu. Ok, bây giờ mình bắt đầu làm nhiệm vụ luôn nhé các bạn ơi. Nhiệm vụ này, menu này. Đây là nhiệm vụ, đây là cái phần mà party nó đang hướng dẫn các cái phần menu các bạn. Bảng xếp hạng. Ủa, sức mạnh người kia nó lên được 239 này, nhanh thế. Vòng quay này. 50 kim cương mới được các bạn. Đây là phần phúc lợi này. Đây là phần là online các bạn ạ. Online 7 ngày này. Ngon. Quà nạp thẻ này, đầu tư này. Nhiều thế. Cẩm nang này. Đục lỗ khảm ngọc này. Ok. Như vậy là game hướng dẫn cho chúng ta cách đục lỗ và khảm lên ngọc đây mình các bạn nhá. Rồi. Đục lỗ khảm sao này. Ui, nhiều vấn đề hết. Khảm ngọc, khảm sao, xong là con gì đấy. Một cái viên ngọc nó bắt đầu. HP cộng 50 các bạn ạ. Ok, như vậy cũng khá là đầy đủ các cái tính năng khảm sao. Mỗi nửa giây hồi phục HP cộng 10. Nó lành á. Nâng cấp cây đạo thần. Dùng để dùng cái gì ký để tăng kỹ năng đánh nhỉ. Đây là tăng bằng kỹ năng các bạn ạ. Wow, con này mà nhiều tính năng phết đây.
nói chuyện với Bulma. Độc Giác Long tên này năm xưa thu một thêm đậu thần. Ok, khá là hay ho ấy. Các cái phần menu nói chuyện nó sẽ ở trong cái khung chat ở bên tay trái đấy các bạn. Đánh vừa đầu Giác Long. Úi giời, hổ răng kiếm rồi các bạn. Chưa ăn nhiều bánh ở bên đấy. Úi giời, quay lượng các kiểu hay ho phết đấy. mà con này nó không phóng to lên được nhỉ? Thế nhưng nhận được nhiều quá lắm các bạn ạ. Túi ở đâu mà nhỉ? Phúc lợi mua sắm, nhận mua sắm có gì không? Jenny để cho là đơn vị tiền tệ chính các bạn ạ. Mình sẽ tìm hiểu thế sao là cái tập túi ở đâu, nãy mình nhận được cái điểm tăng kinh nghiệm mà. Tầm này thì game hoạt động ngon rồi, không phải như cái lúc buổi sáng nay. Ui giời. Chạy bước cái đầu. Ui, cái phần nhạc dạo game cũng rất hay các bạn. Được đấy. Đồ họa game thì khỏi nói rồi, rất đẹp. Một hit. Thần làn xanh. Tìm phần túi ở đâu ấy nhờ? Mua sắm này. Lại có một cái thư gì nữa các bạn ạ. Cẩm nang. Có ai xong thấy phần túi đồ nhỉ? Mấy đồ nó phải đi phần túi đồ mới đúng chứ. Game cũng được tính năng nó auto hết cho nên mình cũng không cần phải lo lắng lắm đâu. Vòng quay. Hiện có 75 kim cương cũng được, mãi trưởng. 600.000 xu. Ngon chưa? Lại không đủ xương kim cương à? Các bạn nào nó cứ sử dụng loa ngoài. Ở à, đây túi, đây túi đồ của chúng ta đây các bạn ơi. Rồi ok, anh em sẽ dùng cái này để nâng cấp mà tăng thêm điểm kinh nghiệm nha. Ok. Dùng hết luôn. Này nó cứ chát nhiều đâm ra là mình không nhìn được cái phần túi, hoặc là phần túi ẩn trên đấy. Trời ơi. Trông nhìn nhớ vãi chưởng. Các anh em sẽ đi tìm rùa Kame. Hô hô. Khu 6 rừng cỏ. Ô đi xa đây mình vẫn chưa tìm được à? Ok, hóa ra là nó ẩn ở đây, trời ơi.
À, mình sẽ dẫn con này về các bạn ạ. Ôi là bị một con quái thú này nó cản này. Má, con dở hơi này. Dã chết rồi. Ôi, nó đang quánh con rùa của mình. Lắm thể loại. Xem là nhiệm vụ làm có vẻ hơi khó đấy. Đang thao tác ở trên cái máy tính nó hơi hơi khó, các bạn thông cảm. Ok, tập luyện là phòng thời gian. Nhiều tính năng phết đấy. Xem ra người chọn cái đích cho mình hơi hơi ít. Sogoku thì quá nhiều luôn. Sogohan thì còn ít hơn. Dương đồ của chúng ta đây. À. Ok, tôi đang trải nghiệm rất là mượt luôn. Nó ở đâu nhỉ? À, leo lên cái tháp. Đúng rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, ở trong truyện của chúng ta cũng sẽ leo lên cái tầng tháp như này. Lâu lắm rồi mình cũng đọc. Quên mất rồi. Thoát khỏi cái này kiểu gì ta? À đây, acid này. Đi ngó thông quan ngắm cảnh một tí. Ok, vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn nhập code của cái con game này rồi nhá. Các bạn có thể là nhập code vào và nhận thêm những cái phần quà nhé. Mình sẽ kết thúc video ở đây vậy. Vừa rồi là cái phần trải nghiệm nhanh của mình. Hiện tại là game chơi khá là ngon rồi, không bị giật lag nhất lát như là buổi trưa nữa đâu. Các bạn có thể vào game và làm những cái nhiệm vụ ở trong game nhé. Đánh nói chung là con game khá là dễ chơi, dễ trúng thưởng ấy. Anh em chỉ việc click làm nhiệm vụ theo thôi. Sau đó thì tăng cấp, luyện cấp thêm. Ta chọn vào bang, hội các thứ. Phần ưu đãi người chơi mới đây là mình thấy là cũng khá là nhiều, ngon lành cành đà đấy. Ok, xin chào các bạn nhé.